sao giờ này không thấy bóng dáng gì hết vậy cả? Không lẽ... Kìa, tới rồi. Em gì ơi, chậm lại, cho anh hỏi thăm chút xíu. Cái anh này, ngày nào cũng cản đường cản lối người ta hết vậy. Anh muốn hỏi gì, hỏi lẹ đi, tôi còn đi chợ nữa, chứ trễ rồi kìa. Này em lúng đồng tiền, mắt tròn hai mi, làm anh để ý lâu rồi đó nghe. Cái anh này, nhà em không biết nơi nào, mà sao sáng sớm thường qua lối này. Anh hỏi chi vậy? Anh kia, anh hỏi làm gì, sáng tôi đi chợ đường thì còn xa. Anh đừng có ghẹo người ta, kẻo tôi về trễ mẹ cha la rầy. Mẹ cha la rầy, anh chịu thế cho. Em à, chậm lại thôi, hỏi thăm chút xíu mất gì thời gian. Biết đâu cái nợ trời ban, cái duyên nguyệt lão kết nên vợ chồng. Chú duyên, anh đừng có nói lòng vòng, người ta nghe thấy họ cười sao đây. Hay là cho anh biết tên, biết nhà em nữa, bữa nào anh ghé thăm. Thôi ghé thăm tôi không dám mời, mẹ cha khó lắm la rầy tính sao. Không sao đâu, mẹ cha dù khó cỡ nào, anh đây chẳng ngại, miễn sao em bằng lòng. Nhà tôi qua mấy khúc sông, mấy cây cầu khỉ lội đồng vô bưng. Chuyện nhỏ, tôi còn mấy đứa em thơ, cho nên mẹ gọi tôi là bé. Bé hai nè, nếu em chấp nhận, mai này anh sang kết duyên thơ cho tròn ước nguyện. Bao ngày qua thao thức trong mong, sáng hôm nay anh chờ anh đợi, mong gặp em khơi hết yêu thương. Lúc em mới gặp mà ngỡ là anh kêu, nhưng anh đây thật lòng thật dạ, nên lòng em cũng thấy xuyên xao. Có phải chăng đây là duyên phận, ông trời cho hai đứa quen nhau? Chắc là mình có duyên từ kiếp trước á, cho nên kiếp này ông trời xui khiến cho em gặp anh đó. Có duyên có nợ, chẳng sợ lìa xa. Dấu phong ba muôn ngàn cách trở, chẳng ngại chi khi đã thương nhau. Nếu thương anh em chờ em đợi, qua mùa đông ta sẽ lên đôi. Em hiểu không? Nếu anh nói vậy, em chờ xuân sang. Anh bước qua thưa cùng ba mẹ, phận làm con em sẽ nghe theo. Hai đứa ta rể hiền dâu thảo, anh và em mãi mãi bên nhau. Mà lỡ như ba má anh khó rồi sao? Ba má anh lên tiếng rồi, con năm nay cũng đã lớn, có quen ai thì dắt về nhà cho ba má biết mặt. Ba má bước tới, xấu đẹp, giàu nghèo gì cũng được, miễn sao con thương là ba má đồng ý à. Ba má anh nói vậy á. Còn ba má em thì sao? Ba má em cũng vậy á. Vậy thì nếu em chấp nhận, mai này anh sang kết duyên thơ cho tròn ước nguyện. Bao ngày qua thao thức trong mong, sáng hôm nay anh chờ anh đợi, mong gặp em khơi hết yêu thương. Lúc em mới gặp mà ngỡ là anh kêu, nhưng anh đây thật lòng thật dạ, nên lòng em cũng thấy xuyên xao. Có phải chăng đây là duyên phận, ông trời cho hai đứa quen nhau? Chắc là mình có duyên từ kiếp trước á, cho nên kiếp này ông trời xui khiến cho anh gặp em. Có duyên có nợ, chẳng sợ lìa xa. Dấu phong ba muôn ngàn cách trở, chẳng ngại chi khi đã thương nhau. Nếu thương anh em chờ em đợi, qua mùa đông ta sẽ lên đôi. Em hiểu không? Nếu anh nói vậy, em chờ xuân sang. Anh bước qua thưa cùng ba mẹ, phận làm con em sẽ nghe theo. Hai đứa ta rể hiền dâu thảo, anh và em mãi mãi bên nhau.